Này, cái thằng này. Sao mày lại mày quay trước mặt tao rồi nha? Mày cứ đang nghỉ ngơi là mày sao mày lại phải quay tao là như nào? Lúc tao nghỉ mày phải quay tao là như nào? À, đi đi chỗ khác chơi đi. Đi chỗ khác chơi cái này không có việc của mày, đừng mày quay đây làm gì? Mày làm gì đây? Mày thấy tao đang liếc mắt nhìn mày à? Mày nhìn mặt tao giống quan tâm mày đang quay à? Đi chỗ khác đi. Đây rồi, thấy lũ mèo công nghiệp đây rồi. Thôi, bây giờ lúc tao thể hiện rồi. Nào chúng mày, có nhìn thấy tao không? Từng con solo đây. Chờ con mày đen vào đây. Nào mày vào đây. Tao mày solo đấy. Bên kia chúng mày nhìn gì đấy? Chúng mày chưa nhìn thấy da đẹp bây giờ. Chết luôn, nào chết. Nào một mình solo năng luôn. Nào, chúng mày cút ra, mày muốn tao đi. Cút ra, tao cắn chết bây giờ. Con này cút ra, rồi. Nào con mèo đen đi vào đây nào. Mày muốn dính tao đúng không? Dính tao đúng không? Mày muốn chết à? Chết à mà mày dám đuổi theo tao à? Nào mày thử đuổi theo tao xem nào. Chạy đây chạy đấy. Nào mày chạy đấy. Nào chạy đấy. Nào. Con mèo công nghiệp này. Nào mày chạy đấy. Chạy đấy. Ông mày cắn cho mày phát mà chết bây giờ. Chứ mày thích đuổi tao à? Nào tính đường tính đường. Mày muốn đuổi theo tao đúng không? Mày muốn chết à? Ô sao con mèo công nghiệp này mày lấy đồ của tao à? Mày đi chỗ khác không thì bảo này. Ông tao cho mày một nhát cho mày chết bây giờ. Nào con này. Tao mày đi chỗ khác mày không nghe thấy à? Đi chỗ khác. Đi chỗ khác đây là phần của tao mày không nghe thấy à? Cho nó pha luôn, cắn luôn, sao mày nghĩ nhiều gì, pha luôn. Tao đi chỗ khác mà. Ô con này xong mồm mày to, sao mày ăn hết của tao này. Con này. Nào con này, đi chỗ khác mà, mày đi chỗ khác mà. Không đi gì, mày không đi đúng không? Thế thôi. Nào mày nói đủ chưa? Bố lại vãi mày phát cho mày chết bây giờ. Ăn thì ăn đi, lại còn lại nhảy, có thích lại nhảy không? May là bây giờ là tao no rồi nhá. Không thì tao nhá sống mày luôn đấy. Ôi trời, ăn no rồi, nào xỉa lưỡi đi. Rồi rồi, xỉa mạnh lên nha. Mạnh lên ha, mạnh lên. Làm gì đấy, sao cứ liếm cục bông này em? Ây giời. Ừ, cái gì này? Ô, thằng nào đây? Đây thằng nào đây? Thằng nào vậy? Sao nhìn cái gì cho nó giống mình là như nào vậy? Thằng nào đấy? Phải là bạn mình không nhỉ? Ô. Gì đây, nói gì đây? Sao cụ nói vậy đấy? Đây là không được nha. Đấy, mở cửa ra cho nó đi. Mở ra, mày không nghe thấy à? Mở ra, tao đi cho mày, tao đi cào mày phát bây giờ đấy nè. Nghe giống mở cửa ra đi quá. Mở ra. Nhanh lên. Mày nói mày yêu tao đúng không? Lúc mày nói mày yêu tao không? Thế cho mày đã làm được gì cho tao? Hả cái đồ mẹo kia. Sao chứ? Có đúng qua mày đi với nó đúng không? Đúng qua mày đi với cái con mèo đấy không? Có đúng không? À cái thằng kia. Hả? Đúng hôm qua mày đi với nó không? Mày có thích chối không? Mày còn chối không? Hôm qua nhá, tao đuổi theo cái tình dình mày, mày hiểu chưa? Tao nhìn thấy mày đi cùng với nó, mày hiểu chưa? Nhá. Bây giờ mày chối ở đâu? Thế bây giờ mày định xử lý như nào hả? Mày muốn như nào? Muốn chết hay là muốn sống này? Giờ mày muốn như nào này? Giờ mày tự mày đi tự mày chết hay là mày để tao giết mày này? Hả? Đây là lần thứ bao nhiêu mày đi cặp bồ với nó rồi hả? Mày biết lần thứ bao nhiêu không? Hả? Mày biết tao đau khổ bao nhiêu lâu nay chưa? Hả? Chẳng nghe tao để vã cho mày phát cho mày chết bây giờ chứ nè. Chỉ cần một vã là mày hiểu chưa? Lần sau đừng có như thế mày hiểu chưa? Hôm nay nó lại mang mình cho làm vật thí nghiệm đây. Nào mày làm gì mày làm đi. Rồi. Trong này có cục sắt đúng không? Rồi. Mày tưởng tao không biết sao? Mày định lừa mèo hay sao? Rồi. Sợ cái này quá đơn giản. Đây này. Đấy chuẩn chưa? Mày thấy tao đoán chuẩn chưa? Sợ chứ cái trò này là cái trò mèo thôi. Rồi cái giữa đúng không? Rồi mày nhìn tao này. Rồi. Lại giữa rồi. Đúng chưa nhỉ? Đúng giữa rồi. Đấy.
Tao bảo dưới gần. Mày là mày lừa tao hả? Mày không lừa được tao đâu. Nào, bốn cái gì, ok. Rồi, à đây, nói chỗ này đây. Rồi, rồi, mày chúc đi, mày cứ chúc thoải mái đi, không vấn đề gì. Nào, mày chúc cái nào? Rồi, tao biết nói chỗ nào rồi. Nào, chả quá là dễ luôn. Nào, đây này. Đúng không? Đấy, tao đã bảo đấy gần. Mày làm sao mà lừa tao? Úi giời, úi giời, úi giời. Mày làm gì đấy? Mày bỏ cái tay ra tao ấy. Bỏ cái tay ra đùm tao cái. Bỏ tay ra đi. Thôi đi, bỏ tay. Đừng có chạm vào người tao. Đừng có chạm vào người tao. Tao bảo đừng có chạm vào người tao đấy. Bỏ tay, bỏ tay, bỏ tay. Đừng chạm vào người tao.